Rồi hello chào tất cả các bạn nhé. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật một cái thông tin rất là hot. Các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì đây là những hình ảnh được Photoshop về phiên bản mới nhất của mẫu xe Winner X 2022 nha các bạn. Về cái thông tin mới nhất mình cập nhật được thì mẫu xe Winner X thì sẽ được ra mắt một cái phiên bản hoàn toàn mới, gọi là Winner X 2022, sẽ ra mắt vào tầm độ tháng 10 hay tháng 11 cuối năm nay nha các bạn. Đó thì hiện tại những cái mẫu mà các bạn đang xem trên màn hình ở đây thì đều là những hình ảnh Photoshop nha các bạn, không có thật nha. Chúng ta có thể thấy là cái phần mặt nạ của xe này là cái phần đầu của mẫu xe CBR 250, còn cái phần đầu đèn thì lại là cái đầu đèn của mẫu xe Winner V1. Nếu chúng ta mà nhìn ngay chúng ta có thể thấy là mẫu xe này nhìn có vẻ rất là hầm hố và đẹp mắt các bạn. Nếu như mà mẫu xe Winner X 2022 mà được ra mắt giống với lại cái phiên bản mà cái phần mặt nạ như thế này thì mình thấy nó rất là hầm hố và đẹp nha. Về phiên bản mới thì sẽ được ra mắt vào cuối năm nay thì cũng chưa có cái thông bất cứ thông tin nào về cái nâng cấp về động cơ nha các bạn. Nhưng mà theo nhiều cái trang báo lớn thì có nói rằng là những cái phiên bản mới này thì nó sẽ được thay đổi và tinh chỉnh về động cơ nha các bạn. Như các bạn cũng đã biết là mẫu xe Winner X hiện tại thì đang cạnh tranh với các dòng xe như là Exciter 155. Đó, một trong những cái đối thủ là mạnh nhất mà Honda muốn hướng tới đó chính là cạnh tranh với đối thủ là Exciter nha các bạn. Thì mẫu xe Exciter hiện tại đang có công suất là 17,7 HP, cũng như là rất nhiều cái công nghệ, ví dụ như là khóa Smart Key hay là cái công nghệ van biến thiên VVA, công suất là nó mạnh hơn. Nên là bắt buộc nha, cái mẫu xe Winner X này nó sẽ phải tinh chỉnh một cái động cơ có thể là mạnh mẽ ngang ngửa với lại mẫu xe Exciter 155 các bạn nhé, thì mới có thể cạnh tranh được. Bởi vì là Winner X thì với cái giá thành hiện nay thì nó rẻ hơn rất là nhiều, tuy nhiên thì vẫn chưa được các bạn trẻ ưa chuộng, bởi vì là mẫu xe Exciter 155 thì được các bạn đánh giá là nó có kiểu dáng đẹp và hầm hố hơn, và đặc biệt là động cơ mạnh mẽ với lại được các bạn trẻ rất là yêu thích. Còn mẫu xe Winner X thì nó sẽ có kiểu dáng nó thô hơn và nó không được đẹp, đấy là theo đánh giá của nhiều người nha. Và về cái động cơ thì DOHC thì đấy cũng là một cái điểm mạnh của mẫu xe Winner X, với lại là có thêm cái ABS, đấy là một trong những cái điểm mạnh của mẫu xe Winner X các bạn, phuộc rất là lớn nữa. Nhưng mà hiện tại thì đối với những phiên bản mới các bạn có thể xem thông qua màn hình thì đây thì đều là những cái phiên bản mà hình Photoshop các bạn. Đó, chứ không phải là hình ảnh thực tế nha. Chúng ta có thể thấy là dựa trên những hình ảnh này chúng ta có thể thấy là về cái phần mặt nạ này thiết kế giống với CBR 250. Đó, cái phần phuộc trước thì là phuộc upside down, hành trình ngược và có ABS, và đặc biệt là cái đuôi sau này thì nó gắn cái đuôi của mẫu xe CBR. Thì mình thấy nếu như mà ra một phiên bản Winner X mới nó không còn giống như vậy đâu, chỉ cần nâng cấp về cái phần động cơ cũng như là thay đổi cái phần ngoại hình một xíu. Bởi vì cái ngoại hình của mẫu xe Winner X hiện tại á, các bạn đã thấy là cái phần đầu trước nó rất là thô, cũng như là cái đèn chiếu sáng thì nó lại di chuyển sang phía dưới, đâm ra nó sẽ hạn chế cái tầm nhìn khi chúng ta mà ôm cua nha các bạn. Đó, nên là mình nghĩ là Winner X thì nó sẽ ra một cái phiên bản mới. Và cái hình phía bên tay phải các bạn có thể thấy đây, đây là một cái hình cái phần đầu là của mẫu xe CBR nha các bạn. Nó nhìn rất là hầm hố luôn, cái phần xi nhan nó tích hợp vào trong luôn. Thì mình nghĩ là cái phiên bản Winner X mới nó sẽ được nâng cái công suất của động cơ lên tầm 17 HP nha các bạn, 17 hoặc 18 HP thì nó mới có thể là cạnh tranh với cái đối thủ của phân khúc hiện nay được. Còn nếu như mà vẫn giữ nguyên cái khối động cơ là 15,4 HP như hiện nay thì khó có thể cạnh tranh với các đối thủ nha các bạn. Bởi vì là mẫu xe Winner X sẽ phải tinh chỉnh về động cơ cũng như là thay đổi cái phần thiết kế cho nó hài hòa và đẹp mắt hơn. Thì đây là các bạn sẽ cùng hóng cái phiên bản mới này sẽ được ra mắt vào cuối năm nay nha. Và hiện tại thì có rất là nhiều những cái trang báo mạng cũng như là đưa thông tin rằng là chắc chắn rằng là Winner X sẽ thay đổi vào cuối năm nay. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết là hiện tại về cái doanh số bán ra của Winner X thì chắc chắn nó sẽ kém hơn so với lại đối thủ nha các bạn. Đó, dòng xe Exciter 155 thì sở hữu khối động cơ là SOHC, hộp số 6 cấp và công suất là 17,7 HP. Đó, và đặc biệt là có cái công nghệ van biến thiên VVA với lại ổ khóa Smart Key, cũng là một trong những cái điểm mạnh của mẫu xe Exciter 155 rồi. Còn mẫu xe Winner X thì hiện tại chỉ có một cái điểm mạnh duy nhất, đó chính là cái ABS. Đó, nhắc đến ABS thì người ta nhắc đến ngay cả Winner X nha các bạn. Nhưng mà về thiết kế của Winner X thì nó lại không được đẹp cho lắm, cũng như là cái công suất của cục máy thì nó không được mạnh so với dòng Exciter 155. Nên là các bạn sẽ cùng đón chờ cái phiên bản mới nha. Còn về cái phần đồng hồ thì nhớ các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình nha. Đây, cái phần đồng hồ này thì là của mẫu xe CBR 250 nha. Nhìn nó rất là hầm hố luôn. Tuy nhiên cái vòng tua máy của mẫu xe Honorbon thì nó sẽ không thể nào mà lên cái vòng tua máy 16 được các bạn. 16.000 được, nó chỉ ở tầm độ 12-13.000 thôi. Như mẫu xe mạnh nhất phân khúc hiện nay như là mẫu xe Raider Satria thì vòng tua máy nó cũng giữ ở mức là 12.500 đến 13.000 vòng nha các bạn. Đó, còn cái đồng hồ này nếu mà lên Winner X thì mình nghĩ là nó quá đỉnh, nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể nha các bạn. Bởi vì cái đồng hồ kiểu này thì nó chỉ là dòng sport thôi thì nó mới lên được cái đồng hồ kiểu này. Rồi, còn về thiết kế thì các bạn cũng đã biết rồi. Thiết kế của mẫu xe Winner X ở phiên bản mà mới này thì mình nghĩ nó sẽ thay đổi và nó khác biệt so với phiên bản cũ nha các bạn. Nếu mà nó như hầm hố và được lai tạp từ mẫu xe CBR 250 thì đúng là nó là quá đẹp luôn nha các bạn. Và đặc biệt là cái phần động cơ được nâng lên tầm 17 HP. Với động cơ DOHC mà cái công suất lên 17 HP thì các bạn cũng đã biết rồi, nó rất là mạnh mẽ nha các bạn. Có thể nó sẽ mạnh ngang hoặc nó sẽ mạnh hơn với đối thủ của mẫu xe Exciter 155. Bởi vì là mẫu xe Exciter 155 thì nó sử dụng chung động cơ với mẫu xe R15 V3. Hiện tại công suất là 17,7 HP nha các bạn.
Đó, nói chung là về phiên bản mới này thì mình thấy là nó khá đẹp nha. Nên là các bạn nào mà hóng thông tin mới thì các bạn nhớ like mạnh tay cái video cho mình. Thì mình sẽ ra những clip liên tục về cái phiên bản mới này để cập nhật cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua cái kênh YouTube của mình nha. Còn ở đây, đây thì là mẫu xe Winner X ở phiên bản cũ nha các bạn. Và cái phiên bản này thì mình thấy nhìn nó cũng rất là hầm hố. Tuy nhiên thì cái phần đầu xe nó không được hài hòa nha các bạn. Nếu mà chúng ta nhìn ngang này thì nó cũng rất là ngầu. Đó, khi mà chúng ta nhìn trực diện nha, chúng ta có thể thấy là nhìn cái phần mặt nạ trước cũng như là phần đầu đèn thì nhìn nó không được thiết kế nó đẹp Mình cho nghĩ lắm. là ở phiên bản mới thì sẽ khắc phục cái điểm này. Với lại là đặc biệt là phần công suất nha các bạn. Công suất của động cơ sẽ là một cái yếu tố quyết định đến dòng xe này. Bởi vì mẫu xe này thì đã trang bị cái ABS rồi. Một trong những cái yếu tố mà các mẫu xe khác cùng phân khúc như là E-Series chưa có. Ha, đó mình nghĩ là phiên bản mới thì nó sẽ đẹp và hầm hố hơn rất là nhiều những cái phiên bản này. Phiên bản này thì đây là một chiếc xe Winner X phiên bản Camo 2021 các bạn. Hiện tại thì có rất là nhiều chương trình giảm giá cũng như là trả góp 0%. Đó, giá rất là rẻ các bạn. Mình nghĩ là sẽ bán hết cái lô này để ra phiên bản mới nha.